tại chợ An Phú nè. Một ngôi chợ rất là thân thương, nhìn những hình ảnh này ta không thể buồn ngủ, không thể không buồn ngủ sao xuyến về những cái khu chợ, những mái tôn ven kênh, ngôi chợ ven kênh đôi thôi. Và hẻm này hình như là hẻm cùng rồi thì phải. Tại đây quá trời mù. Và hình như hẻm cùng rồi. Và khu này có rất nhiều ngôi mộ. Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn ngày mới an lành và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường Phạm Thế Hiển, quận 8. Và theo hướng cánh trái, chúng ta sẽ lên cầu Nhị Thiên Đường và đi về quốc lộ 50, đi về Bình Chánh, Long An. Và sau lưng chúng ta đó là cầu Nhị Thiên Đường ngày nay. Và bên đây là cái nhánh mà rẽ phải xuống dốc cầu đi đến đường Phạm Thế Hiển nè. Và thẳng đường Phạm Thế Hiển này chúng ta sẽ đi đến xóm đạo. Và thể theo lời yêu cầu của rất nhiều của chú anh chị và các bạn, trong đó có cái địa chỉ là ở 2773 Phạm Thế Hiển. Và hôm nay có dịp, em cũng có dịp đi đến khu này, và em mời cô chú anh chị chúng ta cùng đi dạo vòng vòng khu này và nhìn lại căn nhà của chúng ta ngày hôm nay ha. Khu xóm ngày xưa, khu xóm ngày xưa nè. Và bên cánh phải là dòng kênh, phía sau dãy nhà này đó là dòng kênh đôi. Dòng kênh đôi ở quận 8, bắc qua bên kia đó là bến Mễ Cốc rồi đó. Rồi em mời cô chú anh chị chúng ta cùng đi dạo một vòng ở đây ha, để xem cái hình ảnh về đêm của hôm bữa với so với ban ngày nó có gì khác không. Và điều đầu tiên chúng ta thấy khác đó là sự nhộn nhịp. Ban ngày thì nhộn nhịp hơn so với ban đêm. Thể theo lời yêu cầu của anh chị Miss Lâm thì hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại xóm đạo ngày xưa. Em nhớ có một bài hát là Người Em Xóm Đạo. Không biết anh chị có quen người em xóm đạo nào bên này không ha. Hôm nay chúng ta sẽ về thăm người em đó ha. Chúng ta thấy cái khu xóm đạo ngày nay thì có lẽ sẽ rất là bụi bặm nè. Một phần là do công trình làm cống thoát nước ở giữa đường. Rồi một phần là khu này xe chạy cũng nhiều nữa. Đó, công trình nè. Đây là người ta gọi đây là lô cốt. Ngày xưa thì lô cốt rất là nhiều súng ống, nhưng mà ngày nay lô cốt thì rất là nhiều công trình, xe cẩu rồi sắt thép bê tông cát đá. Đây đây có một lô cốt nữa nè. Không biết từ bao giờ thì con đường này tập trung rất là nhiều nhà thờ, có khoảng trên 10 nhà thờ đó. Theo em nhớ thì hôm bữa em có đi ngang thì giáo xứ Bình An, rồi
Bình An Thượng, rồi Bình Thái nè, nhà thờ Bình Thái nè. Nhà thờ Bình Thái cũng trang trí Noel rất là lớn đây. Nguyên cái khu hang đá. Và nhìn bên phải nè, sau những cái dãy nhà này á, là dòng kênh đôi á, kênh nước đen rất là hôi mỗi khi nước rút, và nước nước lên thì đỡ đỡ. Thấy ở đây cái hang đá này đẹp quá nè. Đây là của nhà người ta thôi. Họ làm hang đá này là tiền không á. Tốn rất là nhiều công. Và rất là nhiều nhà làm hang đá tạo nên một cái xóm đạo nhộn nhịp. Và cũng gần đến ngày Noel rồi. Bữa nay là 19 rồi. Ngày mai là 20, 21, 22, 24 là chúng ta thấy lại đón chào một năm mới nữa. Và ở đây chúng ta thấy đa phần là bán đồ giá bình dân, bán cho dân lao động thì giá không có cao được. Một đôi giày 70, một đôi dép 20, dép cho em 10.000. Rồi thấy một công trình nữa thôi. Trời ơi. Và mấy dự án này thì có ngày bắt đầu thôi chứ không có ngày kết thúc ha. Người ta không có để rõ nên thành ra những hộ gần đây họ cũng rất là vất vả bởi những cái công trình này, nhưng mà có vất vả thì mới có sung sướng. Vài bữa nữa công trình xong thì sẽ khác hơn. Đó, thấy lên đèn rồi nè, đẹp phải chưa, nguyên dãy hang đá luôn, đèn ngôi sao. Đó, thêm một công trình nữa. Vinh danh Chúa trên trời. Đó, và bên đây người ta làm thêm nữa nè. Đó, làm thêm hang đá nữa nè. Và ở đây làm cho có không khí Noel thôi chứ cũng không có thu về những cái khoản doanh thu nào. Nên thành ra nếu mà chúng ta đi ở đây thì mua này mua kia ủng hộ các anh chị ở đây để cho nó có thêm phần đông vui tấp nập. Mà nói vậy chứ để hồi em đi ngang coi có cái món gì không để mua ủng hộ, có gì lạ lạ không. Và ông ta đến đây là số 2.000. Ở bên này là công trình, không thấy số bên đây. Bên phải là 2.300 mà. Chung cư hôm bữa ở bên đường Lưu Hữu Phước, ta nhìn qua đó. Bây giờ lại công trình nữa rồi. Và khu này hứa hẹn sẽ rất là bụi đây, từ vì có chung cư đang xây nữa. Đó,
bên cánh trái và ngõ hàng đá nữa nè, mừng Chúa Giáng sinh, và những cái gian hàng quần áo như một cái siêu thị gì đó, giá bình dân đó. Mà đi tới tí chúng ta có cái nhà thờ Bình An. Hàng đá rất là công phu luôn. Do là đi ngược ánh sáng nên là camera nó bị cháy sáng tối tối. Nên các chị bạn thông cảm nha, mình Sài Gòn bây giờ hơn 5 giờ rưỡi rồi. Chúng ta đang chạy lòng vòng ở con đường Phạm Thế Hiển này. Phía trước là cầu Bà Tàng, và trước khi tới cầu Bà Tàng thì chúng ta có một công trình nữa nè. Không có ngày kết thúc luôn ha. Em thấy công trình này cũng rất là lâu rồi. Và chúng ta nhìn bên kia sông nè, là đường Lưu Hữu Phước đó. Thẳng bên kia nữa là dòng kênh Tàu Hủ, rồi bến Mễ Cốc. Buổi chiều ở đây rất là mát. Thì ở đây có kênh rồi. Ta tiếp tục để đi đến cái nhà 2773 để xem thế nào ha. Bây giờ là 2391 rồi. Ở đầu xuống dấu cầu là trường mẫu giáo, trường mầm non rồi. Và điều đặc trưng ở xóm đạo này là bán rất là nhiều đồ ăn vặt nha. Như là cá viên chiên, hủ tiếu, rồi bò viên, rồi ốc, rồi cua, rất là nhiều luôn. Chợ chùm hổm nhỏ nhỏ ở đây nè, bán rau cải, cá mắm, thịt, phục vụ cho các anh chị công nhân ở cái chung cư mới đang xây dựng đó. Và bên trái chúng ta đó là số 27 2485, 2491, và bên phải là 25 251, 2511, 2520. Ô, bên đây số nhảy lộn xộn quá à. Bên chẵn bên lẻ, nhưng mà vừa có chẵn vừa có lẻ luôn. Em nhớ hôm bữa hình như là 2773 là bên tay trái thì phải. Mà do bữa buổi tối, tối trời, hôm qua nhìn thấy không rõ cho lắm. Nếu mà các chị và bạn ngày xưa đã từng ở đây thì cũng ít nhất cũng có đôi ba lần chúng ta đi trên con đường này. Đi đến những ngôi chợ nhỏ nhỏ, đi đến những cái nhà thờ trong những ngày cuối tuần để xưng tội. Và bên phải mình có những cái nhà kho, ngày nay thì để quan rồi, làm cái bãi xe, giữ xe. Đây thì có gà nướng. Tới địa chỉ 2649 rồi. Sắp tới 2773 rồi. Để em nhìn thử. Bên trái là 2006 rồi đó.
có một cái trường, đó là trường trường Bình An. Tới 2707 rồi. Mình tới tí nữa để có 2773 như thế nào. Và phía trước chúng ta có một ngôi chợ, không biết là chợ gì đây. Là chợ Phú Lợi. Phú Lợi bên tay phải, nhưng mà bên đây chúng ta chạy qua rồi. Bên đây là 2737, hẻm 2737. Tới tí nữa coi 27 2739. Không biết những hình ảnh này các anh chị có quen không ha? Có lẽ là đi lâu lắm rồi nên bây giờ chúng ta nhìn không ra đâu. 2773 là cái hẻm. Rồi chúng ta sẽ quay lại đi vô hẻm thế nào ha. Nhưng mà không biết nhà các anh chị là nhà số mấy, nhưng mà em sẽ đi vô cái hẻm này xem sao. Nói chung đi từ cầu Nghĩa Thiên Đường mà đi tới 2773 này phải mất 15 phút. Nếu ta chạy nhanh và chạy như em thì sẽ mất khoảng 16-17 phút. Mà từ Quận Nhất ra đây là phải hơn nửa tiếng. Mình sẽ đi vô hẻm này ha. Đầu hẻm là cái vựa dẻ chai. Tại đây quá trời mù. Và hình như hẻm cung rồi. Tại đây mộ nhiều quá. Và khu này giống như là ta quẹo vào đây. Bên đây còn nữa nè, 2773/52 nè. Và khu này có rất nhiều ngôi mộ. Ta ra đây là cái hẻm nào nữa đây? Và nếu qua thẳng hẻm này mình đi ra lại đường đường Phạm Thế Hiển nè. Hẻm này là hẻm
2805, song song với hẻm 2773. Và chúng ta ra đây lại là đường Phạm Thế Hiển rồi. Rồi một số hình ảnh ở con đường Phạm Thế Hiển và hẻm 2773 gửi các anh chị và các bạn. Rồi một số hình ảnh về xóm đạo rồi những con hẻm 2773 gửi cô chú anh chị và các bạn. Mà đặc biệt trong hẻm này thì có rất là nhiều ngôi mộ, không hiểu ở đó là như thế nào, giống như cái nghĩa trang hay là cái nghĩa địa ngày xưa vậy đó. Rất là bất ngờ. Và chúng ta nhìn lại cái chợ An Phú nè. Lúc nãy mình đi ngang mà mình không có nhìn kịp đó. Bây giờ chúng ta nhìn lại chợ An Phú nè. Một ngôi chợ rất là thân thương. Nhìn những hình ảnh này ta không thể buồn ngùi, không thể không buồn ngùi sao xuyến về những cái khu chợ, những mái tôn ven kênh, ngôi chợ ven kênh đôi thôi. Rồi, bye bye các anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại các anh chị và bạn trong những video clip tiếp theo. Chúc các anh chị và các bạn có một mùa Noel thật là ấm áp, rồi một năm mới thật là an lành và hạnh phúc. Bye bye các anh chị và các bạn.